Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lach Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 67 của bộ truyện Thung Thủy Tinh Khung Tập này được mang tên là Đại Dương Đẫm Máu Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước Ở tập trước thì đám người La Phong, Hồng Lôi Thần ở ngoài vũ trụ tìm mọi cách rút cuộc thì cũng mua lại được trái đất à, à, kêu bằng à, giải vây được cho trái đất khỏi nạc lâm Sơn tưởng đâu là ok rồi nhưng mà không ngờ cái bọn người nặng lam sơn này á, à, Ngắm ngầm chừa lại một cái tiểu đội ở lại để tìm kiếm cái xác của thùng vị thú nhưng mà tìm không được do đó mà cái tên cầm đầu của cái tiểu đội này á, đã bắt người nhà của la phong đó là bác la hoa và từ hưng rồi một đám những cái lãnh đạo của quân các nước nữa sau khi bắt rồi á, thì cái tên đó mới gọi cho la phong để uy hiếp thì La Phong hiện tại thì tạm thỏa hiệp hẹn một cái nơi nào đó một bên thì giao người một bên thì giao xác của thôn phỉ thú nhưng mà lúc này La Phong cũng ngấm ngầm liên lạc với bên ngoài để mua những cái nô lệ cấp hàng tinh cấp chính mua mấy chục người đó nhưng mà đoạn cuối tập vừa rồi có nói là trong một ngày không thể nào mà kịp giao được nhiều chỉ được có 8 người thôi thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người Sau khi nói điện thoại với Ngột Lạc để mua nô lệ thì 12 giờ sau là phòng đã đến Bạch lang Kinh. Vùng tuyết trắng tràn ngập, hàng khí bất người. Phi thuyền đáp xuống trong pháo đại kho căn cứ. Chủ nhân! Vệ đội nô lệ cung kính đợi trước cửa căn cứ. Là phòng nhanh chóng ra khỏi cửa khoang, lôi thần hùng cũng lần lượt xuống. Chủ nhân! Đơn đặt hàng kim loại đã tới rồi, đều đang để trong kho đội trưởng vệ đội nô lệ cung kính nói hơn nữa có một phi thuyền còn buôn nô lệ đến nữa đưa tới ba nô lệ ừ la phùng khẽ gật đầu đặt hàng kim loại là tổ hợp kim loại để cho kim chắc cự thú cấp hàng tinh có khả năng thung vị tốt nhất nó làm hiệu suất tiến hóa đề cao tới hàng chục lần lúc trước một lần đặt hàng tổ hợp kim loại bỏ ra hơn trăm ước động hắc lông bây giờ đã gần như xài hết rồi nhưng mà hiệu suất chỉ đạt tới năm một lần mà thôi ba người la Phong, hồng lôi thần tiến vào pháo đài đội trưởng vệ đội nô lệ hơi ngạc nhiên lúc trước chủ nhân tốt xấu gì cũng thường xuyên có vẻ tươi cười nhưng mà lần này sao sát khí lại nặng như vậy từ sau khi đoạt xá sát khí trong lòng la phong vốn đã rất nặng nhưng mà sau khi gặp lại thê tử và hài tử làm sát khí của la phong phai nhạt đi một chút hơn nữa la phong cũng khắc chế mình do đó luôn luôn rất hữu lễ không cậy thế mà khinh người phải biết là lúc trước La Phùng vừa mới xuất hải để giết tác quan đi hách lỗ A Đạt Kim, lúc đó La Phùng không hề khắc chế gì. Lần này sát ý khát máu La Phùng vốn luôn luôn khắc chế đó đã không còn ức chế được nữa rồi. Từng cao nhất pháo đài Bạch Lan Tinh Tới Bạch Lan Tinh đã 9 giờ rồi, cuối cùng năm nô lệ cấp hạng tinh cấp 9 cũng được đưa đến. Tâm tưởng nào, ngươi một người đưa nô lệ về địa cầu không cần chúng ta hả? lôi thường trừng mắt đại ca nhị ca lần chiến đấu này chủ yếu là dựa vào nô lệ cấp hành tinh cấp 9 ta và các người ở căn bản là không tiện nhúng tay vào ta đi một mình càng linh hoạt hơn nếu không phải chỉ huy họ thì kỳ thực ta cũng không cần phải đi rồi là phòng giải thích hùng lôi thần cũng hiểu trang chiến đấu này là giữa cấp hành tinh cấp 9 trong số họ một người là cấp hành tinh cấp 1 một người vẫn chỉ là cấp hành tinh cấp 9 có đi cũng bằng chịu chết mà thôi Tăng tưởng nào, vậy phải cẩn thận nha. Lôi thường không kìm được mà nói. Đừng chủ quan được. Hùng cũng nhắc nhở. La Phong khẽ gật đầu. Ừ, được rồi, ta đi trước đây. Từ khi biết thi tử và đệ đệ đều bị bắt, La Phong đã không kìm được mình. Chỉ là vì phải đợi tám nô lệ tới nên mới chờ tới bây giờ. Cửa pháo đài, hai người Hùng, Lôi thường đưa mắt nhìn La Phong mang theo tám nô lệ cấp hạng tinh cấp chính Đáp phi thuyền biến mất trong không trung lôi thần thở phì ra nhìn về phía hùng gỡ con nào trong lòng khó chịu hả ừ, hơi hơi hùng khẽ ngẩng đầu hướng mắt nhìn theo phi thuyền tao cũng khó chịu nữa lôi thần thở dài lúc trước bất luận gặp phải nguy hiểm gì hai chúng ta đều có thể liệu một phen nhưng mà không ngờ lần này từ đầu tới đuôi hai người chúng ta căn bản không nhúng tay vào được lại cảm giác vô lực này rõ là mày ăn chứ khốn kiếp mà khó chịu thiệt ừ. đúng là khó chịu thiệt mà hồng gật đầu hồng và lôi thượng là ai chứ vài chục năm qua hai người đều luôn luôn đứng ở trên đỉnh cao của nhân loại địa cầu bất luận từ thời kỳ đại niết bàn năm đó hay trong chiến dịch thôn phệ thú họ đều có thể liệu được còn lần này kiếp nạn do gia tộc nặc Lâm Sơn mang đến, hai người họ căn bản không làm gì được cả. Thực lực quá yếu mà. Hùng thấp vọng. Đúng vậy, thực lực chúng ta còn quá yếu mà. Lôi thần gật đầu. Chẳng những thực lực của hai chúng ta yếu, mà thực lực của tam tử cũng yếu. Bây giờ dựa vào sức mạnh của tiền bạc, mà vũ lực tự thân của ba người chúng ta thì sao chứ? Hai cấp hành tinh bậc một, một cấp hành tinh cấp chín, So với gia tộc nạp lam Sơn thì trên lệch cách xa dạng dặm mà Hùng thấp dụng nói Đi vũ trụ giả định thôi Vũ trụ giả định hả? Lôi thường giật mình Vũ trụ giả định là nơi cả vũ trụ minh mông Vô số cường giả nhân loại tụ tập Chúng ta cố tìm một con đường thích hợp cho mình thôi Hùng nói Trong vũ trụ giả định Hai người Hùng, Lôi Thần Ngồi trong một gốc ba rượu Hùng thông qua trí năng quan não thăm dò tin tức. Ủa đại ca, sao rồi? Lôi thần truy vấn. Tìm được rồi nè, một nơi phi thường thích hợp cho vũ giả tu luyện. Hùng khẽ gật đầu. Nhưng mà nơi này giá rất là cao, căn cứ vào thực lực phải nộp số tiền hơi khác nhau, nhưng cái nào cũng rất cao cả. U tam tử cho chúng ta năm ức đồng càng du thì sao, khẳng định là đủ mà. Lôi thần liền nói. Đủ, Năm ước đồng càng du là con số rất khổng lồ đó Hùng gật đầu Nhưng khi thực lực chúng ta đề cao Năm ước đồng càng du cũng sẽ dùng sạch thôi Ở đâu vậy? Lưu thường không kiềm được mà hỏi Sát lục cách Hùng nói Thực lực vũ giả muốn đề cao Thì vui đầu khổ tu sao? Trừ phi là người mang tạp tinh Kim giác cự thú Loại trời sinh có huyết thống cường đại Nhất định có thể đạt tới vực chủ giới chủ nhưng tỉ như người mang tạp tinh, sau khi trở thành vực chủ, họ cũng cần phải bỏ nhiều tâm tư, dùng các loại phương pháp mà cố gắng đột phá. Thực lực muốn đề cao sao? Chiến đấu. Chiến đấu mới là phương pháp tốt nhất, phải chiến đấu tới mức làm cho người ta cảm giác được bên bờ tử vong. Đúng vậy, đại ca nè. Lúc trước, thực lực chúng ta đợi cao nhanh nhất chính là thợ cự đại nước bạn. Vì thợ cự đại nước bạn có đủ loại quái thú, nhưng mà khi thực lực chúng ta vượt qua tất cả quái thú rồi, tiến bộ thực lực cũng chậm lại vài chục năm qua mới đề cao có hai ba cấp mà thôi lôi thần liền nói mắt hồng lóe sáng vũ giả không chiến đấu có còn gọi là vũ giả hay không hồng và lôi thần đích xác tìm được một con đường tương đối chính xác chiến đấu thực ra là một con đường đề cao thực lực trọng yếu đây cũng là lý do vì sao các vũ giả tinh thần niệm sư lợi hại đều gia nhập vào liên minh dông binh vũ trụ cũng như vũ trường cự phủ mỗi trạng đáng sợ tức có một người tử vong nhưng vẫn vô cùng thịnh hành. Đạt được danh hiệu cự phủ vũ giả các vũ trụ chứng tỏ có xác suất 50% là có thể thành vực chủ. Còn bình thường, các vũ trụ tiến giai lên vực chủ, xác suất thấp vô cùng. Đưa là giết chốc sao? Hồng và lôi thần tiến vào một cái đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, có thể so với một thành trì, nhưng trong đó cũng không quá nhiều người. Thật là khí phái ngờ, lôi thường nhìn đại sảnh, những hình ảnh huyết tích khổng lồ không kìm được mà tán thưởng. Sao mà không khí phái được chứ? Nơi này bỏ ra rất nhiều tiền. Ta là cấp hành tinh cấp 9, một ngày phải nộp 100 vạn đồng hắc lông hoặc 700 đồng càng du. Đây tuyệt đối không phải là khoản mà người bình thường có thể chịu được mà. Hùng không kìm được mà nói. Một trăm vạn đồng hắc lông có thể mua được một kho căn cứ cỡ lớn ở Bạch lăng Tinh rồi, vậy mà chỉ đủ dùng cho một ngày. Vậy mà rất nhiều người nguyện ý tối đây ngờ Lôi thần không kìm được mà nói Không thấy người ta quảng cáo sao Muốn địch dân cỡ nào Hoàn toàn có thể tự mình sắp đặt lấy mà Hùng hít sâu một hơi Sát lục rằng Đây là nơi chiến đấu vô cùng xa xỉ Người đăng ký có thể tùy ý đưa ra yêu cầu Của mình cho hệ thống vũ trụ giả định Tỉ như Hùng là cấp hành tinh cấp 9 Cảnh giới là lĩnh vực hai lớp gã hoàn toàn có thể yêu cầu đối thủ là cấp hành tinh cấp chính, cảnh giới lĩnh vực ba lớp trong thực tế muốn chiến đấu với đối thủ thích hợp là vô cùng khó những việc như thế này trong thực tế rất khó gặp nhưng mà trong vũ trụ giả định lại có thể thực hiện được đương nhiên vũ trụ giả định và sự thực vẫn có sự khác nhau nếu không vũ trường cự phủ cũng sẽ không thịnh hành như vậy ngốc lẩu lần này gặp bay rồi chứ cũng được nhưng mà tiểu đội chúng ta chết mất ba người Biết sao được chứ Mấy tiểu đội cùng nhau tới thế giới mới Sao có thể không tranh cướp sóng máy được chứ Cũng không biết giới chủ nào đã sáng tạo thế giới đó nha Bên trong có một vài bảo vật kỳ lạ Ít nhất ta cũng không gặp may Tốt xấu gì cũng là vũ trụ nhất tinh Mà cũng chỉ được có một dạng phương Cũng xem như kiếm được rồi Một dạng phương hả Thế giới này khẳng định chưa được khai thác rồi Ba nam tử đi qua một bên trên ngực trái họ đều có huân chương đồ án trên huân chương là cơn sóng huyết sắc lơ lửng một tinh cầu vũ trụ nhất tinh dông binh hùng và lôi thần nhìn nhau huân chương dông binh huân chương cự phủ vân vân đều được vũ trụ giả định thừa nhận những khách hàng vũ trụ giả định thông qua mấy cảm ứng ý thức phụ trợ quan não trí năng quan não quét khi họ sử dụng sẽ tự động ghi chép lại người sử dụng có thể lựa chọn che giấu hoặc hiển thị vừa rồi, rồi họ nói về thế giới gì vậy Lôi thần không kiềm được mà hỏi Nói về giới chủ Ta nghe nói là giới chủ có thể sáng tạo ra Một phương thế giới mới đó Không lắc đồ Dù sao cũng cách chúng ta rất xa Đi thôi, đi vào chiến đấu đi Ồ, chiến đấu thôi Hai người hùng, lôi thần Bắt đầu những ngày của mình trong sát lục tràng Còn nơi này Là nơi mà những cường giả trong vũ trụ Thường xuyên tới Trong thực tế, họ gặp phải một địch nhân Hoàn toàn có thể tiến vào sát lục tràng rồi thiết định ra một đối thủ giống địch nhân như Đúc, sau đó tiến hành đối chiến. Đương nhiên thực tế và giả định cuối cùng cũng có một chút khác nhau. ngươi vĩnh viễn không thể thiết định đối thủ giống địch nhân như Đúc được. Trong quá trình Hùng và Lôi Thần luyện tập, rồi lần lượt bị giết cũng như lần lượt giết được đối thủ ở sát lục tràng, thì phi thuyền vũ trụ của La Phong đã qua 8 giờ xuyên toa vũ trụ, rốt cuộc đến địa cầu rồi. Phía đông Hoa Hạ Quốc, trong một khu hoang giả, một nam tử mặc chiến y đỏ như máu, đôi mắt mờ ảo vàng máu như ngọn lửa lập lòe đứng đó phía sau hắn có tám người đang đứng tám người đó có người chỉ cao một thước hai nhưng cũng có người đạt tới bốn thước trong đó có nam có nữ có một nam nhân căn bản là mang một đồ sư tử đúng vậy đây là tám nô lệ cấp hạng tinh cấp chín mà la phong vừa mua vì thời gian gấp gáp la phong không thể tuyển được do đó tám nô lệ này khác nhiều so với những nô lệ trước đó mua lần trước những nô lệ đó rất gần với nhân loại địa cầu không nhìn kỹ thì không nhận ra. Từ giờ trở đi, các ngươi không được ly khai ta hơn trăm thước. La Phong nói tiếng thông dụng vũ trụ. Dạ, chủ nhân. Dạ. Dạ. Hoặc là thê thế, hoặc là hùng hậu, hoặc là thanh thúy. Những thanh âm hỗn tạp hòa vào nhau. Tám nô lệ cấp hằng tinh cấp chính cung kính nói. La Phong mặt lầm lì, đôi mắt như có ngọn lửa rừng rực. Bà ba, ba Tháp tiến nhập vào hệ thống vệ tinh thế giới, thông qua hệ thống kiểm soát các nước trên thế giới tìm ra cho được thung tích gia tộc nặc lâm sơn khốn kiếp đó la phùng hạ lệnh đất khu hoàng giả la phong và tám đại nô lệ dưới trướng lặng lẽ chờ đợi la phong bọn khốn kiếp đó hẳn đã che tín hiệu rồi hơn nữa sử dụng cả hệ thống ẩn dấu nữa hệ thống kiểm soát các nước không thể tìm thấy chúng được bà bà tháp có vẻ rất bực bội à, khoan đã hả sao vậy La Phong giật mình Ta phát hiện rồi Có một hệ thống trí tuệ xâm nhập vào mạng vệ tinh địa cầu <laughs> Vẫn chỉ là một tiểu gia hỏa Bà bà tháp có vẻ rất hưng phấn ừ, Ta trai đã được rồi Cấp bậc trí năng này hẳn là một trí năng quan não sơ cấp thôi Trí năng quan não đó Nói vào hệ thống mạng địa cầu Ở vị trí căn cứ thị Brazil châu Nam Mỹ Châu Nam Mỹ hả La Phong khẽ nhếch miệng cười lạnh Một phi thuyền chợt xuất hiện bên cạnh Cửa khoang tự động mở ra xuất phát la phùng ra lệnh một tiếng tám đại nô lệ vội theo nhau vào phi thuyền từ á châu bay đến châu nam mỹ tốc độ la phung mặc dù nhanh nhưng cũng phải mất một lát còn dùng phi thuyền vũ trụ thì nhanh hơn nhiều cũng như người gia tộc nạc lam sơn phi thuyền của la phong cũng che tín hiệu và ẩn thân nói về năng lực kỹ thuật có ba ba tháp ở đây là phùng mạnh hơn cả gia tộc nạc lam sơn nhiều châu nam mỹ căn cứ thị brazil Cách tòa trang viện bị bọn người đà lôi vũ chiếm cứ đại khái 60 km, có một phi thuyền đang lơ lửng. Nhớ kỹ, mọi người không được ly khai ta trăm mét đất. La Phong lạnh lùng nhìn tám đại nô lệ. Đồng thời không được phát ra bất kỳ thanh âm nào, hiểu chưa? Dạ. Tám đại nô lệ cùng đáp. Tốt lắm, xuất phát đi. La Phong dẫn đầu bay ra cửa, tám đại nô lệ đi theo phía sau. Chính người nhanh chóng bay về phía trang viện. E rằng tất cả mọi người trong tiểu đội Trinh Anh không ai ngờ họ vốn có khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu. Cuối cùng lại bị phát hiện ra tung tích là vì chúng dùng trí năng quan não xâm nhập vào cửa mạng hệ thống trên địa cầu mà bị phát hiện ra vị trí. Biết làm sao được chứ, so với ba ba tháp thì năng lực của trí năng quan não đó quá kém mà. Chính là tòa trang diễn phía trước. Ba ba tháp nhắc nhở. Là phòng và tám đại nô lệ lơ lửng giữa không trung, ánh sáng chung quanh họ lại vặn vẹo rất quỷ dị nên chính người họ mặc dù lơ lửng giữa không trung nhưng phía dưới đường phố các khu dân cư không ai nhìn thấy cả loại ẩn thân này thuần túy là dùng hệ thống quan học tác dụng lên thị giác sinh ra hiệu quả ẩn thân đối với cường giả thì chỉ cần khoảng cách gần một chút là hoàn toàn có thể cảm ứng được khí tức của đối phương bà bà tháp điều tra ra tình huống bên trong chưa là phòng truy vấn phạm vi hệ thống điều tra của ta có bán kính là hai dạng thước Ngươi cũng không thấy cảnh giới hệ thống điều tra của ta từ đâu tới hay sao chứ đó là lấy từ cái dẫn mặt tinh hào bị hư đó đó bà bà tháp rất tự tin năm đó tại đảo sương nó dựa vào hệ thống mà điều tra cảnh giới thực lực tiềm lực từng nhân loại đến cả độ rộng bộ não cũng có thể điều tra từ xa vững mặt tinh hào phi thuyền của hồ Duyên bác hệ thống điều tra cảnh giới tiên tiến như thế nào chứ điều tra một đám cấp hằng tinh cấp chính thì thực sự quá dễ dàng Chà, lại còn bố trí cảnh giới phòng ngự <laughs> Trước mặt ta quả là chuyện đùa mà Nhìn xem kìa 15 tên cấp hành tinh cấp 9 19 cấp hành tinh cấp 8 26 cấp hành tinh cấp 7 Tổng cộng và tộc Nạc Lam Sơn có 60 người Số người bị bắt hả ừ, Lãnh đạo năm đại quốc gia Còn có thể tử ngươi từ hân Đệ đệ của ngươi La Hoa nữa Bà bà Tháp rất dễ dàng điều tra ra 7 người này Chỉ cần khoảng cách trong vòng 2 vạn thước Là có thể điều tra rành mạch 60 người hả La phùng nhíu mày. 15 cấp hạng tinh cấp 9, 45 cấp hạng tinh cấp 7, cấp 8, thực lực gấp đôi bên hắn rồi. La Phùng không biết, trong đó có một phân đội 20 người đã đáp phi thuyền ly khai địa cầu, đi tới tọa độ mà La Phong đưa cho họ, chuẩn bị tìm thi thể kim giác cử thú rồi. Bà Bà Tháp, đưa vị trí từng người, kết cấu cả trang diện cho ta. La Phong hiểu rõ, cứu người tuyệt đối phải vô cùng cẩn thận, nếu không xảy ra chút sơ sót nào thì hối hận cũng không kịp chỉ một lát sau. Từ giờ trở đi, ta sẽ thông qua phụ trợ quan não của các ngươi mà truyền lệnh cho các ngươi. Ánh mắt La Phong đảo qua tám nô lệ. Cần phải rất cẩn thận đó. chủ nhân. Tám đại nô lệ thấp giọng nói. Xuất phát. La Phong thông qua ba ba tháp phát lệnh bằng phụ trợ quan não cho tám đại nô lệ. Tám đại nô lệ cũng không lên tiếng, chỉ đi theo La Phong bay về phía trang viện. Một lát sau, chín người đã tới nơi bốn người các ngươi lưu thủ ở ngoài tường chuẩn bị tiếp ứng la phong phát ra mệnh lệnh bốn người gật đầu không dám lên tiếng những người khác theo ta la phong không hề lên tiếng chỉ ra lệnh năm người la phong bắt đầu lặng lẽ tiến vào tòa đại trang viện chiếm diện tích cực rộng may mà có hệ thống điều tra cảnh giới của bà ba tháp nên các vị trí trong trang viện bất luận ai có thay đổi vị trí đều được hắn nắm rõ chỉ là đám la phong vẫn không dám sơ ý đến cả nhịp tim đập cũng phải khống chế tới mức tạm thời đình chỉ. Dù sao đối phương cấp yếu nhất cũng là cấp hành tinh cấp 7 rồi, đều là những người vô cùng cảnh giác, tim đập đều có thể khiến cho chúng chú ý. Khống chế tạm thời làm cho nhịp tim ngừng đập tuyệt nhiên không phải là việc khó. Bình thường nhịp tim của vũ giả cấp hộp đồ càng ngày càng chậm, vũ giả cấp hành tinh có thể đình chỉ tim đập nửa giờ, chứ đừng nói là La Phong là tinh thần niệm sư cấp hành tinh bậc một, Hắn thậm chí còn có thể phá nát cả trái tim mà cũng không sao. Có người đang đi về phía bên này Một phẩy một giây nữa phỏng chừng sẽ phát hiện ra các ngươi Bên trái 52 thước đang có người xuống lầu Phía trước Bà bà tháp lần lượt nhắc nhở Đám năm người la phong vô cùng khẩn trương Trang viện Trong một căn phòng sang trọng trên lầu 3 Có hai vũ giả cấp hạng tinh cấp 9 Đang phòng thủ trong phòng Đã lôi vũ đang khoanh chân tĩnh tọa Lúc này đang tiến vào vũ trụ giả định Trình báo tình huống cho gia tộc Tổng tổ, Nạc Lam Vệ Nhung Chí đã xuất lĩnh một phân đội nhỏ tiến về mục tiêu. Phỏng chừng 15 ngày sau sẽ đến rồi. Đà Lôi Vũ đứng thẳng tắp, đôi mắt có vẻ kích động sùng bái. Trên màn hình trước mắt của gã có một con người, chính là nam nhân quyền thế nhất cả gia tộc Nạc Lam Sơn. Đà Lôi Vũ vô cùng tự hào. Có thể gặp được người sáng lập ra gia tộc là Quang Vinh như thế nào? Phải biết là đến cả đệ tử tin anh gia tộc Nạc Lam Sơn phổ lạp, cũng nhờ có lần này mới có thể lần đầu tiên gặp mặt được Nạc Lam Sơn. 15 ngày sau, con ngươi nạc lâm sơn rất âm lãnh Khóe miệng hơi nhếch lên Được lắm Ngươi bây giờ là đại đội trưởng nạc lâm gì Nạc lâm sơn tùy ý Nói Dạ tổng tổ Đã lôi vũ cung kính thưa Việc này làm xong Ngươi sẽ thăng nhiệm lên trước thống lĩnh Nạc lâm sơn nói luôn Sẽ được trao tặng huân trường nhất đẳng của gia tộc Nạc lâm vệ đều là ngoại nhân Do đó bình thường địa vị cao nhất Là thống lĩnh nạc lâm vệ Đương nhiên nếu đạt tới cấp vũ trụ thì ngay cả tập la đế quốc, ngưng lâm đế quốc cũng tranh nhau mời mộc. Nếu ở lại gia tộc Nạc Lâm Sơn tự nhiên có thể đạt được địa vị cao hơn nữa, có thể sánh ngang với cả tộc trưởng. Đà Lôi Vũ lộ ra vẻ vui mừng, vội cao giọng nói Dạ, tổng tổ Đám con tin của lãnh chúa địa cầu mà người bắt cũng nên cẩn thận một chút, không được xảy ra vấn đề gì Dạ, tổng tổ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, ta sẽ lấy tính mạng cho cam đoan Tục tổ, tổ nạc lâm sơn khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng khi thấy có thuộc hạ chăm chú làm việc như vậy. La Phong, phía trước người 150 m chính là nơi giam giữ năm đại lãnh đạo quốc gia và từ hân La Hoa. Bây giờ không thể đến gần nữa Căn lầu đó là nơi nhiều vũ giả nhất cả trang viện. Tiểu đội gia tộc Nạc Lam Sơn 60 thành viên thì có 32 người đang ở trên lầu Trong đó có 9 cấp hạng tinh cấp 9 đó Bà Bà Tháp nhắc nhở La Phong Cả trang viện rất lớn những căn lộ khác thì khá ít người La Phong có thể đến gần nữa Nơi giam giữ Người canh gác là hai cấp hạng tinh cấp 9 Bà bà tháp nhắc nhở La Phong tâm ý vừa động Ma vân chiến giáp nhanh chóng trùm kín mặt mũi Một là an toàn Hai là không muốn để cho người của gia tộc Nạc Lam Sơn biết cứu người chính là La Phong 150 thước Các người đều là cấp hạng tinh cấp 9 Tốc độ phi hành trong vũ trụ Có thể đạt tới 15 dạng thước mỗi giây Trên địa cầu chỉ có lực cản không khí Mặc dù chậm đi nhiều nhưng cũng phải tới năm dạng thước mỗi giây. Ta bây giờ lệnh cho các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đến căn phòng cách đây 150 thước. Hai người phụ trách việc kiềm chế bảo vệ, hai người kia phụ trách việc cứu người. Lệnh của La Phong truyền tới phụ trợ quan não của bốn người. Tứ đại nô lệ đều gật đầu. Vậy... La Phong nhìn về phía căn lộ phía trước, nhèo nhèo mắt lại. Xuất phát! Bốn cấp hành tinh cấp 9 và cả La Phong Tốc độ phi hành bốn nô lệ đều chừng năm vạn thước mỗi giây. Là phùng mặc dù chỉ là cấp hạng tinh bậc một, nhưng mà dựa vào binh khí niệm lực cấp 3 động thiên toa cùng với ý thức cường đại, tốc độ thực sự cũng phải trên năm vạn thước mỗi giây. Trong căn phòng được gác rất kỹ, từ hưng la hoa năm lãnh đạo quốc gia phân tán ngồi các nơi trong phòng, trên đất rải những mảnh chăn gối. <laughs> nhìn cái gì mà nhìn chứ? Một thủ vệ ngồi trên ghế khinh thường nhìn lãnh đạo ông Minh Quốc cười chí diễu cỡ như ngươi làm thủ lãnh quốc gia đó hả ta nói cho nghe nè nghe địa cầu các ngươi chỉ có chút xíu vậy thôi nè lại có nhiều quốc gia quốc gia sơ cấp vũ trụ cũng phải có tới mấy tinh hệ phải tới cả trăm vạn tinh cầu có sinh mạng đó chứ vừa dứt lời vách tường vỡ tung ra một cự hán thân hình cường tráng mặc chiến giáp đồ sư tử dẫn độ xông vào trong nháy mắt đã tới trước mặt tên thủ vệ khoảng cách 150 thước năm vạn thước mỗi giây sau đó là khái niệm gì? Họ chỉ kịp chớp mắt vì thực sự quá nhanh, nhanh hơn tốc độ âm thanh không biết bao nhiêu lần. Khi hai thủ vệ cảm giác được khí tức mãnh liệt, thì bốn nô lệ chỉ cách họ cũng không đến mười thước, sau đó trong nháy mắt đã giao chiến rồi. Là hòa từ hưng trừng mắt, thì vèo vèo hai sợi dây leo cuộn mạnh tới hai người, bao lấy cả hai người. Là phùng khống chế bảy dây leo lần lượt bao cả bảy người lại. Phải biết năm đó trên đảo Sương, số lượng dây của Ma Vân Đặng cũng không ít, chứ đừng nói là ma vân đằng của la phong bây giờ đã trưởng thành tới cấp hạng tinh cấp 3 rồi nói về tốc độ sinh trưởng ma vân đằng của la phong thực sự là rất nhanh ít nhất nhanh hơn việc tu luyện thân thể của người địa cầu như la phong cả trang viện trong nháy mắt ầm ầm nổ tung sống xung kích mắt thường có thể thấy được rít lên lan ra bốn phương tám hướng chẳng những đã sang cả trang viện thành bình địa mà những khu vực dân cư những đường phố chung quanh trong nháy mắt bị chấn động lan đến thành bụi Lúc trước ở Tây Hồ Biệt Viện, chủ yếu là vì bản thân Tây Hồ Biệt Viện đã có phương viên vài km, còn trang viện này không thể lớn như vậy. Hơn nữa, lần trước họ đều công kích pháo đài, còn lần này là một đám cấp hành tinh cấp 9 tùy ý công kích lẫn nhau. Có công kích bị né tránh, tự nhiên có công kích đánh vào đất. Bắt lấy người mặc huyết sắc chiến y đi! Đã lôi vũ như một tia chớp, phóng lên cao, liếc mắt đã thấy nơi xa xa. Một người mặc huyết sắc chiến y kéo theo bảy cái dây leo bao lấy bảy người không cần tiễn đâu trên không trung có một chiếc phi thuyền vũ trụ bay tới cửa khoang đã mở ra từ trước người mặc huyết sắc chiến y bay vào phi thuyền vũ trụ trong nháy mắt đã biến mất nói về tốc độ tốc độ phi thuyền vũ trụ nhanh hơn cấp hạng tinh cấp 9 không biết bao nhiêu lần dẫn họ đi tới hải vực thái bình dương đây là vị trí tọa độ la phùng ra lệnh trong phi thuyền vũ trụ năm lãnh đạo quốc gia đều thở dồn dập hiển nhiên cảnh vừa rồi thực sự quá nhanh họ không kịp có phản ứng gì mà vương chiến y nhanh chóng rút đi lộ ra gương mặt của la phong la phong là tiền sinh năm lãnh đạo quốc gia đều kinh ngạc nhìn người trước mắt lập tức lộ ra vẻ hứng hở họ hiểu họ đã được cứu rồi từ hưng la hoa càng mừng hơn từ hưng lao thẳng vào ngực la phong ân chặt lấy la phong em sợ sau này sẽ không gặp lại anh nữa sẽ không gặp lại bình bình và tiểu hải nữa không sao nè không có việc gì, gì nữa đâu mà La Phong nhẹ giọng nói rồi ôm thi tử một lát mới buông ra. Các vị, La Phong nhìn về phía những người khác. Ta còn có việc nữa, các vị tạm thời cứ ở nguyên trong phi thuyền vũ trụ đi, ở trong phi thuyền rất là an toàn đó. Các, cẩn thận một chút đó. La Hoa liền nói. La Phong cười cười, sau đó nhẹ nhẹ nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của thi tử trong lòng mình, sau đó nhanh chóng ly khai, bay ra khỏi quang. Trên bầu trời Thái Bình Dương, La Phong ngẩng đầu nhìn lên phi thuyền vũ trụ đang biến mất khỏi chân trời. Cũng phải chính thức đại chiến một lần rồi. Đám gia tộc Nạc Lâm Sơn khốn kiếp này, xem địa cầu là sân sâu nhà chúng hả? Tùy tiện muốn chơi sao thì chơi sao. La Phong lơ lửng giữa không trung, hướng mắt nhìn về phía đại lục châu Nam Mỹ, lập tức cười lạnh, bổ thẳng xuống hải vực phía dưới. Tẩm một tiếng, nước bắn tung những cái bọt sóng trắng như tuyết, La Phong đã cắm thẳng xuống đáy biển rồi trong thể nội thế giới của La Phong, đại lục được sương mù kim sắc bao phủ, còn kim giác cự thú khổng lồ trước kia luôn luôn chiếm giữ một khoảng không cực lớn trong đại lục kim loại này chợt biến mất. Đồng thời một nam tử nhân loại xuất hiện trong đó. Theo lý thuyết, thể nội thế giới, bất luận là kim loại hay huyết nhục nhân loại, một khi vào đó đều sẽ bị phân giải chết tươi. Lúc trước kim giác cự thú chính là từng thôn phệ những căn cứ chiến tranh như vậy. Loại lực phân giải đó là nguồn gốc của sức mạnh thể nội thế giới khi La Phong xuất hiện thì sức mạnh này lại như phát hiện ra đứa hài tử của mình vần quanh La Phong nhưng lại không làm thương tổn tới La Phong chút nào. La Phong, đợi lát nữa sẽ tận tình giết chóc đi. Ta lúc trước đã dùng hệ thống trí năng của phi thuyền nối liền với mạng vệ tinh địa cầu. Phạm là có ảnh chụp dùng biển này á, xoẹt ta cắt sạch, yên tâm không có bị người ta phát hiện ra đâu. Truy đuổi, giết chóc Tiểu đội tinh anh gia tộc nặc Lâm Sơn vô cùng phẫn nộ, một mạch điên cuồng truy đuổi theo 8 nô lệ cấp hành tinh cấp 9 của La Phong. Cuộc chiến đấu huyết tinh điên cuồng kéo dài liên tục trên vạn km, nhưng mà tốc độ của họ thực sự cực nhanh, một giây đã bay được vài km rồi. Chỉ vài phút đã từ đại lục châu Nam Mỹ đến tới khu vực La Phong tiềm phục. Nước biển khẽ dập dần, mặt trời chói chang. Đà lôi vũ vô cùng phẫn nộ, mới đây Hắn còn đứng trước mặt tộc tổ cam đoan vô cùng tự tin Thế mà quay đi quay lại Con tinh toàn bộ đã bị cướp mất hết rồi Gã sao có thể không giận được chứ Một đường đuổi giết Họ có nhiều người đã thành công giết chết Một địch quân cấp hạng tinh cấp 9 Còn bên gã chỉ tổn thức một cấp hạng tinh cấp 8 Các người không kẻ nào chạy thoát được đâu Đà Lôi Vũ đỏ mắt lên 15 cấp hạng tinh cấp 9 Đuổi giết 7 cấp hạng tinh cấp 9 Trong đó cấp hạng tinh cấp 9 Thì đã bay rất xa ra phía trước Đám hành tinh cấp 8 thì rõ ràng chậm hơn nhiều. 26 tên cấp hành tinh cấp 7 thì ở sau cùng. Vùng hải vực, nơi mà một đám cấp hành tinh cấp 9 đã lôi vũ vừa mới bay qua, vốn nơi đó vô cùng an tĩnh, đột nhiên sóng biển mãnh liệt nổi lên. Dưới đáy biển như có một con quái vật khổng lồ màu đen đang từ từ bay lên, dần dần lộ ra một cái lưng đầy gai sắc bén như đau, tựa như một dãy núi khổng lồ Xem kìa, đó là cái gì vậy? Phía sau, đang có 19 cấp hành tinh cấp 8 đang bay tới lập tức phát hiện. Một thân thể khổng lồ như vậy, một đại động tĩnh như vậy sao lại không bị phát hiện ra chứ? Sao ta cảm giác thấy như hình dáng của con thôn phệ thú trong tư liệu lưu lại cho chúng ta vậy? Một đội viên nhìn lại. Thôn phệ thú hả? Mau nhìn kìa. Đúng rồi. Đúng là rất giống á, cái lưng màu đen đầy lân giáp, có cả những vằn kim sắc nữa. Đầu nó sắp nổi lên rồi Thôn phệ thú trọng yếu như thế nào chứ So với việc đuổi giết mấy người kia Thì căn bản quan trọng hơn nhiều Ngay lúc này phía sau Có 26 cấp hạng tinh cấp 7 cũng đã bay tới Một tiểu đội tinh anh gia tộc nặc Lam Sơn lơ lửng giữa không trung Cẩn thận quan sát Trong sóng biển mãnh liệt Một cái đầu vô cùng khổng lồ Cái đầu dài đến trăm mét Nói cách khác Một cái đầu cũng phải to bằng cả một sân vận động trường trung học trên địa cầu cái lưng kéo dài liên tục như một dãy núi. Khổng lồ. song những thành viên tiểu đội tinh anh chính là những người từ vũ trụ đi tới địa cầu, kiến thức uyên bác, ai nấy đều rất tỉnh táo. Còn quái thú khổng lồ rốt cuộc cũng phá thủy mà bay ra, được nước biển còi rửa, toàn thân lưng giáp màu đen bóng như đau lấp lánh, chói mắt dưới ánh mặt trời. Cái đầu khổng lồ phóng lên cao, như muốn đâm vỡ cả bầu trời, làm cho người ta phải run sợ, hai cây sừng nhọn màu đen quấn quanh những hoa văn kim sắc dày đặc kỳ dị làm cái sừng màu đen thoạt nhìn tựa như là kim sắc cặp con người màu vàng tối khổng lồ giống như hai mắt của thiên địa lạnh giá hung tàn đúng là thôn phải thú đội một đội viên kích động thét lên các thành viên tiểu đội tinh anh gia tộc nạp lam sơn không ai sợ hãi ngược lại đều có vẻ vô cùng kích động nhanh lên thông báo cho đội trưởng đi Lúc này đám 15 tên nặng lam vệ do đà lôi vũ cầm đầu đang lướt nhanh phía trước. Đà lôi vũ hận ngứa cả răng. Ngoại trừ lúc đầu, trong lúc hỗn chiến đã giết chết được một địch nhân. Bây giờ đuổi giết hồi lâu mà căn bản không giết được ai. Vì đối phương chuyên tâm chạy trốn, muốn đuổi giết thành công lại rất khó. Nhưng mà đà lôi vũ vừa nghĩ tới việc mình đứng trước mặt tộc tổ cam đoan. Bây giờ lại bị chơi thành ra như vậy, không khỏi càng phẫn nộ hơn. Bỗng trí năng quan não trên tay gã rung lên. Đội là thông phỉ thú, thông phỉ thú còn sống. Thanh âm vô cùng kích động truyền đến, đồng thời trên màn hình còn xuất hiện cảnh con kim giác cự thú đang từ đáy biển từ từ xuất hiện. Đà lôi vũ nhìn muốn lội con mắt ra. Cảnh trên trí năng quan não làm cả tâm linh của gã như rung lên. Những đội viên khác không biết kim giác cự thú, nhưng mà gã biết kim giác cự thú là huyết thống đỉnh cao nhất trong các tinh không cự thú. Một khi trưởng thành tới đỉnh cao sẽ là giới chủ cấp chính đỉnh phong có thể nói là một tồn tại vô địch dưới bất hủ, huyết thống đỉnh phong nhất, gần như tuyệt chủng cả rồi, số lượng còn ít hơn cả cường giả bất hủ nhiều. Đây là kim giác cự thú mà mới chỉ là thú mà thôi. Đà lôi vũ có một loại cảm giác trợn người. Theo truyền thuyết, kim giác cự thú đạt tới đỉnh cao là một thế lực khổng lồ, chỉ cần hơi dậm chân một cái hoặc vung cái đuôi, ít nhất một tinh cầu sẽ bị lột đi một lớp ngoài. Nếu mà dùng toàn lực, có thể đánh tan một tinh cầu đó là kim giác cự thú đỉnh cao giới chủ đỉnh cao nhanh bắt lấy nó đà lôi vũ phẫn nộ quát mỗi người đừng đuổi theo nữa nhanh theo ta đà lôi vũ thông qua trí năng quan não truyền đoạn video này cho các đội viên khác rồi lệnh cho họ quay lại mấy người khác lúc đầu còn thúc nghi hoặc tại sao không tiếp tục đuổi giết nhưng mà khi thấy video này ai ai cũng gào lên vẻ kích động vô cùng ai ai cũng hưng phấn quay đầu lại bầu trời hải dương bằng lại nó Phải bắt sống đó 19 cấp hạng tinh cấp 8 26 cấp hạng tinh cấp 7 Ai cũng đều kích động vạn phần con kim giác cử thú từ từ nổi trên mặt nước ngẩng đầu nhìn về phía bọn chúng Một bổ xuống như chớp xông thấy trước mặt đám cấp hạng tinh cấp 8 con người lạnh giá lóe lên sát ý Một đuôi đầy lưng giáp Như chấn động cả thiên địa Dùng tốc độ kinh người như xé rách cả không gian Mà quốc tới 19 cấp hạng tinh cấp 8 thực sự có vài người bị đuôi quốc trúng, năm người đang đứng đầu bị ảnh hưởng trực tiếp. Một người thân thể vỡ vụn, máu tươi bắn ra bốn phía, tay gãy chân rời bay tán loạn. Bốn người khác hoặc tàn phế hoặc trọng thương. Đừng có lấy cứng thử cứng, dựa vào kỹ sao? Thân thể nó rất khổng lồ, nhưng việc di động trong không gian nhỏ lại không bằng tính linh hoạt của nhân loại đâu. Các đội viên khác sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, ai nấy tựa như những điện xà quỷ tích phi hành trở nên quỷ dị không thể nắm bắt được. Đây thực sự là một nhược điểm của kim giác cử thú. Lúc trước khi Hùng lôi thần thiêu đốt linh hồn chống lại kim giác cử thú, lúc đầu đã dựa vào cái việc mình có hình thể nhỏ mà dễ dàng nhanh chóng biến hướng. Nhưng mà là một trong huyết thống đỉnh cao, kim giác cử thú cũng có chỗ bù cho nhược điểm này. Đó là toàn thân nó đều là binh khí, lưỡi rảo, sừng nhọn, cái đuôi, cánh. Kim giác cử thú tốc độ tăng vọt, đôi cánh khổng lồ vẫy mạnh, đôi cánh nó đầy lưng giáp ở cạnh lại sắc bén như mũi dao khi kim giác cự thú bộc phát ra tốc độ đôi cánh nó điên cuồng múa lên một người bị đôi cánh đầy lưng giáp cắt trúng bị cắt thành từng ba khúc một đội viên thi lương gầm lên còn thân thể của gã thì bị lợi trảo quắp lấy nhanh như chớp máu tươi bày tán loạn chạy mau đâu qua cái đuôi đầy lưng giáp của chiều dài gần như bằng chiều dài của thân thể kim giác cự thú quất lên như một cây roi trong nháy mắt đảo qua ba đội viên, đánh vỡ họ tung ra. Đối phó với hơn 10 người cấp hạng tinh cấp 9 thì hơi phiền phức, nhưng mà nếu đối phó với cấp hạng tinh cấp 8, cấp hạng tinh cấp 7, thì đối với con kim giác cự thú đã vốn đạt tới cấp hạng tinh cấp 7 này thì quả thực là đồ lục. Bốn móng vuốt tùy ý cào đạp loạn xạ, hai cánh mạnh vung lên như che kín cả bầu trời. Cái quỷ dị nhất là cái đuôi rất nhanh và mãnh liệt. Chỉ một lát sau, toàn bộ mấy tên hạng tinh cấp 8 đã bị giết chết cả. Đúng vậy, kim giác cử thú đang hoàn toàn cố ý giết chết cấp hành tinh cấp 8. Trông, chạy thôi! Những vũ giả cấp hành tinh cấp 7 hoàn toàn băng hoại. Lúc này trong mắt kim giác cử thú lóe lên vẻ khát máu điên cuồng. Nó mở ra cái miệng đỏ như máu. Nhất thời một sức mạnh vô hình trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn không gian chung quanh. Hoàn toàn bao trùm đám cấp hành tinh cấp 7 gia tộc Nạc Lam Sơn. Các đội viên tinh anh chỉ thấy những thân thể mình nhanh chóng thu nhỏ lại, đồng thời bị hút lao về phía miệng con kim giác cử thú. Càng đến gần miệng kim giác cử thú lại càng nhỏ, cho đến lúc biến thành bé tí hon rồi biến mất vào hắc động trong miệng kim giác cử thú. Đây là một trong tam đại bí pháp thiên phú của kim giác cử thú, thôn phệ. Thôn phệ bí pháp là thiên phú tu luyện, nó có thể thôn phệ vô số kim loại vào thể nội thế giới, cũng rất hiệu quả khi quần công, có thể giết thẳng những người có sinh mạng yếu hơn nhiều. Kim giác cử thú như ăn no, thế xa xa hơn 10 lưu quan nhanh chóng bay tới lập tức nó lao thẳng xuống biển rồi chìm xuống chỉ để lại mùi máu tràn ngập khắp không gian chung quanh lúc này đà lôi vũ a nhĩ mạng a bố la Đặc, ba đội trưởng cũng kích động mà thu lên các đội viên khác ai nấy đều có vẻ hưng phấn họ hiểu rõ quy củ của gia tộc nặc lam sơn công lao càng lớn phần thưởng tự nhiên cũng càng cao nếu bắt được cái con thun phệ thú sống phần thưởng khẳng định sẽ lớn kinh người sao lại không kích động được chứ không đúng đà lôi vũ vội dừng lại ai à nghĩ mạng a à bố la đặt các người trước hết dẫn người đuổi theo thung phỉ thú đợi lát nữa ta sẽ tới ưng ừ, tâm hai người ai à nghĩ mạng a à bố la đặt dẫn những người khác nhanh chóng lao về phía chân trời đà lôi vũ lúc này lơ lửng giữa không trung ý thức của gã trong nháy mắt tiến vào mạng vũ trụ giả định gửi cho thủ trưởng của gã một bức văn kiện phổ làm đại nhân kiểm giác cự thú chưa chết nó còn sống nó lại xuất hiện trên địa cầu đây là video do một đội viên khác quay được đồng thời vội truyền lại cái đoạn video vừa nhận được lúc trước. Sau đó đà lôi vũ trong nháy mắt rời khỏi mạng vũ trụ giả định. Tỏm một tiếng, thân thể đà lôi vũ vừa vặn chìm vào biển rộng, bắn tung lên những bọt sóng trắng như tuyết. Vì lúc trước gã ở trong trạng thái vô thức, nên thân thể cứ như vậy mà rơi thẳng xuống. Hừ, cũng xem như đã thông báo cho gia tộc rồi. <laughs> đà lôi vũ bay ra khỏi nước biển, liếm môi, đôi mắt ánh lên lục quang, ta cũng phải lập công thôi bắt sống kiêm giác cự thú <laughs> đà lôi vũ dùng tốc độ kinh người hóa thành một luồng hào quang xé gió lao về phía trước chỉ một lát sau đà lôi vũ đã thấy đám nặc lam vệ tướng mạo khác nhau đều mặt chiến y lơ lửng giữa không trung hải vực hả chuyện gì vậy đà lôi vũ phẫn nộ quát sao không đuổi theo đi đội trưởng à? hai người ai nghĩ mạng ai bố la đặt nhìn quanh con thôn phệ thú đào ở dưới đáy biển mắt thường cũng có thể thấy được nhưng mà đội trưởng nào người có ngửi thấy mùi máu không vậy mùi máu hả đà lôi vũ ngửi một chút cường giả cấp hằng tinh cấp chín bất luận là thính lực hay khứu giác đều mạnh hơn thường nhân nhiều gã cẩn thận ngửi lập tức có thể ngửi thấy mùi máu tràn ngập chung quanh vừa Độ đội chúng ta liên lạc với các đội viên khác đó, chẳng có ai hồi âm cả căn bản là không có hồi âm tất cả hằng tinh cấp tám cấp bảy đều như vậy cả A Nhĩ Mạng, A Bú La đặt đều trịnh trọng, nói Điều này làm cho Đà Lôi Vũ cảm lạnh Tất cả các đội viên khác toàn bộ không có hồi âm sao Việc này, việc này quá ghê gớm rồi Phải biết rằng song phương chỉ tách ra có vài phút Ngắn ngủn trong khoảnh khắc 44 đội viên toàn bộ đã tử vong Đà Lôi Vũ tự hỏi Mặc dù mình đứng trong 10 người mạnh nhất 8.000 nặc làm vệ Nếu muốn một mình giết chết 44 đội viên đó Hắn cũng có thể làm được Nhưng mà cũng phải mất một thời gian còn thương vị thú này lợi hại như vậy sao? Đà lôi vũ câu mày, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Với thị lực của gã, đích xác có thể thấy bóng đèn dưới đáy biển. Tích, trí năng quan não trên cổ tay đà lôi vũ vang lên. Kiểm tra khoảng cách. Chủ nhân, thực lực tinh không cự thu phía dưới là cấp hàng tinh cấp 7. Cấp 7 hả? Trung quanh, một đám nặc lam vệ đứng giữa không trung đều nhìn nhau, thấp dụng thảo luận. Cách ngoài khơi chừng hai ngàn thước con kim giác cự thú tựa như một dãy sân mạch chiếm giữ cả một vùng dưới đáy biển chiều dài thân thể của nó cũng phải tới trên 700 thước cái đuôi dài đầy lưng giáp cũng dài gần bằng thân thể đúng rồi cấp hằng tinh cấp 7. lúc trước là phòng lần đầu tiên ly khai địa cầu đi cầu long tinh thì khi đó kim giác cự thú mới chỉ là cấp hằng tinh cấp 4 mà thôi dựa theo kim giác cự thú bình thường tu luyện ba tầng đầu cấp hằng tinh cộng lại trong vòng một năm rưỡi là xong cấp hạng tinh cấp 4, cấp 5, cấp 6, mỗi lần đột phá một tầng cần 2 năm. Cấp hạng tinh cấp 7, cấp 8, cấp 9, mỗi lần đột phá một tầng thì cần 12 năm. Cấp hạng tinh cấp 9 đột phá tới cấp vũ trụ bậc 1 thì cần trên trăm năm. Lúc trước là phùng bán hộ đau bàn, sau đó có được trên trăm ức đồng hắc lông, mua được vô số tổ hợp kim loại, hiệu suất tiến hóa có thể đề cao lên tới 51 lần. Sau khi trở về, La Phong tu luyện trên địa cầu hơn một tháng, rồi đi thám hiểm vũ trụ, Ba tháng sau, hạm đội gia tộc đã tới, lại bị hiến pháp của đế quốc ép phải ly khai, nhưng mà lẳng lặng để lại một tiểu đội tinh anh, dùng danh nghĩa tinh đạo để làm việc. Qua 6-7 ngày sau, La Phong mới đối chiến với tiểu đội tinh anh này. Nói cách khác, La Phong sử dụng tổ hợp có hiệu quả tiến hóa đề cao 51 lần, tu luyện khoảng chừng 4 tháng rưỡi. 4 tháng rưỡi, hiệu suất tiến hóa cao 51 lần, có thể so với tiến hóa bình thường 19 năm. Cấp hạng tinh cấp 4 tới cấp 6, cần 4 năm, cấp 6 tới cấp 7 cần 12 năm, do đó kim giác cự thú bây giờ đích xác đã có thực lực cấp hành tinh cấp 7. Nếu thêm một tháng nữa, thân thể kim giác cự thú sẽ là cấp hành tinh cấp 8. Kim giác cự thú cấp hành tinh cấp 7 mạnh bao nhiêu? Phải biết rằng một vài tinh anh được dạy dỗ đặc biệt, có binh khí niệm lực lợi hại, có thể chiến đấu vượt dài 2-3 cấp. Tỉ như lúc trước La Phong có thể dễ dàng chiến đấu vượt dài 3-4 cấp. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là cường giả trên địa cầu đều không có hệ thống tu luyện, cũng không có binh khí thích hợp bị la phong bắt nạt cũng không có gì khó hiểu mà trong vũ trụ mênh mông tin anh của các thế lực lớn bồi dưỡng việc chiến đấu vượt dây hai ba cấp là việc rất bình thường còn kim giác cự thú thì sao nếu đồng cấp đồng giai thì kim giác cự thú có thể được xưng là vô địch chỉ có gặp phải xác suất rất nhỏ mới gặp được phải thiên tài tuyệt thế hiếm hoi thắng được kim giác cự thú đồng cấp đồng giai mà thôi đó quả thực là cái loại tồn tại biến thái lúc trước Kim giác cử thú là cấp hành tinh bậc một. Hùng và lôi thần đều là được xưng là vô địch trong cấp hành tinh, có lĩnh vực. Ngay từ đầu họ đã thiêu đốt linh hồn mà không công phá nổi đến cả lưng giáp của kim giác cử thú. Cuối cùng phải nhờ Hùng, người đã đạt tới lĩnh vực hai lớp, phát ra tuyệt chiêu mạnh nhất mới phá vỡ được lưng giáp của nó. Không phải cấp hành tinh bậc một mạnh như vậy mà là do kim giác cử thú quá biến thái. Lúc trước La Phong thiêu đốt linh hồn, dùng bí pháp vẫn mặt tinh nhất mạch công kích kim giác cự thú trọng thương. Nhưng căn bản không thể công phá được phòng ngự linh hồn của kim giác cử thú. Cuối cùng cũng nhờ có truyền thừa hùng ấn do sư phụ lưu lại, thiêu đốt công kích, phá vỡ phòng ngự của kim giác cự thú. Lúc trước việc giết chết nó quá khó khăn, chính là vì con kim giác cử thú này thực sự quá biến thái. Thiên tài nhân loại trong vũ trụ cũng tồn tại một vài người cấp hành tinh cấp 7, có thể một mình giết chết cấp 9. Còn kim giác cử thú cấp hành tinh cấp 7 thì sao? Đối với nhân loại cấp hành tinh cấp 7, 99,99% ,99 là có thể sử dụng bí pháp thiên phú thôn phệ, trực tiếp thôn phệ giết chết luôn. Vô cùng đơn giản. Giết nhân loại cấp hành tinh cấp 8 hoàn toàn áp đảo quét ngang. Nếu là chống lại nhân loại cấp hành tinh cấp 9, mặc dù có thể chiếm thượng phong, giết chết một hai người, nhưng đối mặt với một đám nhân loại cấp hành tinh cấp 9 thì vẫn rất phiền phức quan trọng nhất là trong đám nhân loại cấp hạng tinh cấp chín này cũng có cường giả như là đà lôi vũ một người có thể so với mười cấp hạng tinh cấp chín bình thường đồng cấp đồng dây sức chiến đấu vẫn khác nhau do đó kim chắc cự thú mới phải ở trong biển trong biển thực lực nó không bị ảnh hưởng gì nhưng mà nặc lam vệ thì lại bị ảnh hưởng trên bầu trời hải dương nghe ta ra lệnh ba tiểu đội từ ba phương hướng cùng nhau công kích ta không tin một thôn phệ thú cấp hàng tinh cấp 7 đối mặt với 15 người đặc lâm dễ chúng ta mà có thể thắng được con ngươi đà lôi vũ lóe ra ánh mắt ác độc xanh lè một sống thôn phệ thú a nhĩ mạng gầm lên đúng vậy bắt sống a bố đặt cũng gào lên Công kích thanh âm đà lôi vũ vang dội ba tiểu đội hóa thành ba đạo lưu quang nhảy thẳng vào trong nước biển Khoảng cách 2.000 thước đối với loại chiến đấu cấp độ như thế này thì quả thực là chuyện đùa. Con kim giác cự thú tựa như một sương mặt liên miên phát ra một tiếng rít vui mừng. Nó ngẩng đầu lên, cặp con người màu vàng tối khổng lồ nhìn về phía ba nhóm người từ phía trên lao xuống đáy biển nhanh như chớp đó. Cái đuôi đầy lưng giáp khổng lồ như một con đại mãng xà quét qua nước biển, quét thẳng về phía một phân đội tinh anh. Đội trưởng phân đội tinh anh là A Nhĩ Mạng gầm lên một tiếng Nhất thời, những binh khí nguyên năng bình thường phát ra hào quang chói mắt, anh kích thẳng về phía cái đuôi đầy lưng giáp đó. Phương đội trưởng A Nhĩ Mạng sử dụng một binh khí nguyên năng bậc một. Đúng rồi, Nạc Lam Vệ đều được phân phối binh khí chiến y nguyên năng, binh khí chiến y niệm lực, nhưng mà căn cứ vào sức chiến đấu, bình thường Nạc Lam Vệ đều chỉ sử dụng những binh khí nguyên năng bình thường, rất rẻ. Còn người lợi hại hơn một chút như A Nhĩ Mạng, A Bố La Đặc sẽ được sử dụng binh khí nguyên năng bậc nhất có hiệu quả tăng thêm sức chiến đấu. Còn loại tuyệt đối tinh anh như đà lôi vũ thì được phân phối binh khí niệm lực nguyên năng bậc 2, có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất của cấp hàng tinh. Cái đuôi đầy lưng giáp trơn tuột, nhanh và mãnh liệt, pha chạm với hai binh khí nguyên năng, sau đó nhanh chóng biến mất. Mẹ nó, tay tao đã tiêu dần rồi. Mạnh thiệt nha. A nhĩ mạng đắc ý kêu lên một tiếng, còn Đà Lôi Vũ thì chủ trì cả cục diện Thế như vậy không khỏi cười Đối mặt với đối thủ thấp hơn mình hai giây Mặc dù là kim giác cự thú rất nổi tiếng Nhưng bên mình của gã Là những tiểu đội 5 người liên thủ công kích Nếu nó vẫn tiếp tục chống lại được như vậy Thì quả là biến thái rồi Vậy công. Đà Lôi Vũ hạ lệnh A à, Nhĩ Mạng hưng phấn gầm lên A à, Bố La Đặt đôi mắt cũng lóe sáng Nhất thời tựa như lông trời lỡ đất ba phân đội nặc lam vệ điên cuồng vây công con kim giác cử thú kim giác cử thú đích xác rất lợi hại nhưng đối mặt với 15 lăm nặc lam vệ của gia tộc nặc lam sơn vốn được đào tạo rất tốt về việc phối hợp chỉ có thể xem như khốn khổ mà dễ dụa hoàn toàn nằm trong hoàn cảnh rất xấu tiếng gầm cao vút điên cuồng chỉ thấy những cái vằn kim sắc dày đặc trên chiếc sừng màu đen trên đầu kim giác cử thú đột nhiên lóe sáng chói mắt vô cùng rồi sau đó những lưu quang kim sắc chạy dọc theo những vằn kim sắc điên cuồng truyền ra bốn móng vuốt đuôi hai cánh tam đại bí pháp thiên phú cường hóa Đợi ngỡ hỏa này muốn liệu mạng rồi ai nghĩ mạng vội hô đừng giết đó phải bắt sống đã lôi vũ hô móng vuốt khổng lồ đập mạnh nhóm năm đội viên a bố la đặt điên cuồng thi triển binh khí của mình móng vuốt kim giác cự thú đập mạnh vào ba binh khí nguyên năng thân thể khổng lồ như một dãy núi của kim giác cự thú hơi lão đảo. Còn năm đội viên của A Bú La Đặc trực tiếp bị đánh bay, trong đó có hai đội viên bị đánh cho ối máu. Sao mạnh lên nhiều vậy? Quá biến thái mà! A à nghĩ mạng, A Bú La Đặc đều trợn tròn con mắt, thấp hơn hai giây lại có thể đánh ối máu cường giả nhân loại. Thực lực kim giác cự thú sau khi cường hóa rõ ràng tăng vọt, mỗi một lần móng vuốt nó đạp xuống một cú đuôi quất thôi một lần cánh chém đều mạnh hơn trước nhiều ba tiểu đội rốt cuộc không dễ ăn như lúc vừa mới bắt đầu nữa mà cảm giác mình đã phải cố hết sức song phương hoàn toàn nằm trong trạng thái ngang nhau đội trưởng À nghĩ mạng a à la đặt kêu lên mỗi một câu đều là dựa vào nguyên lực truyền âm nguyên lý truyền âm nguyên lực nguyên năng gen rất đơn giản là dùng nguyên lực vốn đã đạt tới hiệu quả của đường truyền điện thoại để thanh âm nhanh chóng truyền tới vị trí mình cần đây là một tiểu kỹ xảo của cái đám vũ giả trong vũ trụ thường dùng. Đối với vũ giả, tinh thượng niệm sư có niệm lực và nguyên lực, họ tự nhiên có thêm vài kỹ xảo khác với người thường. Nguyên lực truyền âm chính là một trong những thứ đó. Bắt đầu đi! Trong mắt đà lôi vũ có vẻ rất hưng phấn, sức mạnh cấp hàng tinh tinh túy mạnh mẽ lan ra toàn thân, thậm chí còn dung nhập vào thanh chiến phủ trong hai tay của gã nữa. Rõ! A à nhĩ mạng, A bố la cũng hưng phấn Đúng vậy, bắt đầu từ chiêu cực mạnh, 15 tên nặc lam vệ rất khó đánh ra một công kích tập thể có uy lực cực đại. Còn ba người đã lôi vũ, A Nhĩ Mạng, A Bố La Đạt lại có thể hình thành hiệu quả tốt nhất thì triển ra công kích mạnh nhất. Với A Bố La Đạt, A Nhĩ Mạng làm phụ trợ, đã lôi vũ làm mũi nhọn thì triển một kích đáng sợ mạnh nhất. Ba luồng lưu quan chói mắt tựa như hóa thành một khối, sau đó một thanh chiến phủ kim sắc chói mắt bổ thẳng về phía kim giác cự thú kim giác cự thú căn bản không thèm né tránh trực tiếp dùng bàn chân to đùng như cái cột chống trời đập mạnh tới bọn người đã lôi vũ tự hồ căn bản không hề công kích sang bất cứ chỗ nào khác có lẽ họ lo sẽ giết chết kim giác cự thú do đó phải lựa chọn cự phủ màu đen và bàn chân đầy móng vuốt va chạm với cùng nhau tiếng gầm phẫn nộ đau đớn của kim giác cự thú vang lên máu tươi phun ra bàn chân đầy móng vuốt vỡ tung lưng giáp lớp điểm thịt dưới chân xuất hiện một cái vết thương khổng lồ, cơ hồ muốn chẻ cả bàn chân làm hai. Phòng ngữ của lưng giáp đại gia hỏa này rất mạnh nha. À. Rồi nói thêm một cú nữa, đánh cho nó đầu, sau đó bắt sống. <laughs> Động thủ. Ba đội trưởng rất hưng phấn, xa xa những nặc lam vệ khác lơ lửng trong nước biển như đang xem trò chơi. Còn kim giác cử thú bị thương, đôi mắt lóe lên ánh lạnh lùng, miệng nó mở ra, chỉ thấy một vật thể được nguyên lực bao phủ bay ra, đó là một lưỡi dao không trọn vẹn không chính là binh khí mạnh nhất của la Phung mảnh vỡ xích hủng đồng mẫu la phùng dưới trạng thái thiên phú cường hóa dưới chứng phúc của những hoa văn kim sắc thần bí bất luận về tốc độ hay các phương diện khác thậm chí đến cả lực công kích linh hồn cũng tăng vọt lên một cấp độ Kim giác cự thú cường hóa phối hợp với mảnh vỡ xích hủng đồng mẫu uy lực rút cuộc mạnh như thế nào Vèo một tiếng mảnh vỡ xích hủng đồng mẫu xoay tròn giống như một lưu quang trùng nháy mắt lóe lên trước người ba đội trưởng. Mắt của đại lôi vũ trợn tròn, lưu quan đó đã tới trước mặt của gã rồi. Sọ não cứng rắn của gã bị cắt tung, đầu hai đội trưởng bên cạnh lập tức cũng bị cắt trời. Trời đất ơi, ba đội trưởng một chiêu là chết sạch. Cảnh này làm cho 12 nạc lâm vệ xa xa hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Trời ơi, không thể, chạy mau. Một nặc lâm vệ quay đầu bỏ chạy, các nặc lâm vệ khác cũng bừng tỉnh, không chút do dự mà chạy trốn tứ tán. Lưu quang đỏ như máu nhanh đến cực hạn, nhanh hơn đám nặc lâm vệ nhiều, hóa thành một vòng cung quỷ dị, giống như xuyên một vòng mất quả. Xuyên qua đầu cả đám nặc lâm vệ, không đến 0,001 giây, đầu của 12 nặc lâm vệ toàn bộ bị xuyên qua, chết đến không thể chết lại nữa. Đôi mắt lạnh giá của con kim giác cự thú khổng lồ to như một quả núi nhìn lướt qua những thi thể cửa bắp đỏ tươi ở vết thương nơi chân nó không ngừng kéo dài nhanh chóng phục hồi lại kim giác cự thú chợt biến mất một nam tử tóc đen mặt huyết sắc chiến y đột nhiên xuất hiện vì kim giác cự thú khổng lồ biến mất làm vô số nước biển chung quanh điên cuồng ùa tới thí nghiệm coi như thành công thực lực của kim giác cự thú cũng đã được xác định rõ ràng rồi uhm, trạng thái cường hóa của kim giác cự thú phối hợp với binh khí mạnh nhất mảnh vỡ sức thủng đồng mẫu quả nhiên là mạnh tới bức bình thường trong lòng La Phong dâng lên rất nhiều ý nghĩ, sau đó hắn phân phó. Bà bà thấp, lát nữa hơi ngụy trang cái mảnh vỡ xích thủng đồng mẫu lại, ít nhất cũng làm cho người ta không nhận ra là xích thủng đồng mẫu. Sau khi phân phó xong, La Phong đang dưới đáy biển dao động mãnh liệt, nhìn lướt qua những thi thể nặng làm vệ xung quanh, chỉ hơi nhếch mép một chút. Từ trước khi cuộc chiến đấu diễn ra đã biết trước kết quả rồi. Vũ trụ giả định, phổ lạp đang cung kính hưng phấn đứng trước màn hình, trên màn hình là ba vị tộc trưởng của gia tộc Nạc Lam Sơn từ trước tới nay. Lúc này tộc tổ Nạc Lam Sơn, một chiến y màu xanh lá sẫm, trong cặp mắt vốn âm lãnh lại đang cháy lên ngọn lửa hưng phấn. Sống hả? Còn ấu thú kiềm gia cử thú vẫn còn sống hả? Ngươi xác định chứ? Dạ, con xác định. Đây là video mà đám đà lôi vũ vừa quay. Tộc tổ xin xem đây. Phổ lập cao giọng trả lời rồi truyền video. Nạc Lam Sơn và cả hai tộc trưởng khác đều dán mắt mà nhìn. Đúng rồi, là kim giác cự thú hai sừng Xem chiều dài sừng của nó kìa Hẳn là cấp hàng tinh cấp 7 rồi Nạc lâm sơn gật đầu Kim giác cự thú cấp hàng tinh cấp 7 15 nạc lâm dễ liên thủ Tuyệt đối có thể chiếm thượng phong Hai vị tộc trưởng Ngự kha Và đức niết đều nhìn tộc tổ Đức niết nạc lâm sơn không kìm được mà hỏi Ngọc lâm dễ Không phải có thể bắt sống được kim giác cự thú sao Có hy vọng nạc lam sơn gật đồ hít sâu một hơi cưỡng chế sự hưng phấn ở trong lòng trời ơi đây là kim giác cử thú huyết thống đỉnh cao trong vũ trụ nói về số lượng còn hiếm hơn cả bất hủ một con ấu thú kim giác cử thú cho dù là cường giả bất hủ cũng phải tranh nhau nạc lam sơn là một cấp vũ trụ cấp chính trong vũ trụ cũng chỉ có thể xem như một nhân vật tầm tầm lại có hy vọng tìm được ấu thú kim giác cử thú sao quá khó tin mà nếu tìm được kim giác cự thú với danh hiệu cự phủ vũ giả của ta ta có thể thông qua vũ trường cự phủ bán con ấu thú kim giác cự thú này thu được lợi ích kinh người nạc lam sơn đã tính toán tương lai sẽ xử lý ấu thú kim giác cự thú như thế nào rồi đối với người bình thường loại bảo vật này tuyệt đối là một củ khoai lang nóng cường giả cấp vũ trụ cũng rất khó xử lý ấu thú kim giác cự thú còn nạc lam sơn lại có kênh rất an toàn lập tức liên lạc với các đội viên trên địa cầu Ta muốn tự mình hỏi chúng Nặc Lâm Sơn hạ lệnh Dạ, tộc tổ Phổ lập cung kính nói Bây giờ con sẽ liên lạc với từng người Một khi chiến đấu chấm dứt Họ sẽ lập tức tiến vào mạng vũ trụ giải định Phổ lạc vội liên lạc với 60 đội viên trên địa cầu Nhưng mà hả, Sao không có ai đáp lại vậy? Cho dù chiến đấu với kim giác cử thú Nhưng mà đội viên cấp hạng trên cấp 7 cấp 8 Không cần phải tham chiến mà Im lặng tộc tổ, tổ Nặc lâm sơn hừ nhẹ một tiếng Thời gian từng giây từng giây Ba vị tộc trưởng và vũ lạp đều đang lo lắng chờ đợi 5 phút 10 phút 15 phút sắc mặt tộc tổ, tổ Nặc lâm sơn Từ vẻ cố nén kích động lúc đầu rồi câu mày Sau đó sắc mặt càng thêm khó coi Rồi tái nhợt đi Cuối cùng mặt không hề thay đổi Nhưng mà đôi mắt như muốn nuốt sống người khác Đừng nói mấy nữa, chết cả rồi, chúng đều chết cả rồi. Nạc Lâm Sơn lạnh lùng, nói. Bản thân Nạc Lâm Sơn biến mất khỏi màn hình, hiển nhiên đã ly khai mạng vũ trụ giả định rồi. Hai tộc trưởng và phủ lạp vẻ mặt rất khó coi. Đúng rồi, họ đều hiểu, những người đó đều đã chết rồi. Vì phủ lạp đã gọi điện thoại xin gặp, thì đám người đó căn bản không dám không tiếp. Tiếp theo cho dù đi bắt kim giác cử thú, nhưng mà đám cấp hạng tinh cấp 7, cấp 8 căn bản không cần phải tham chiến. Nhưng mà đám người đó cũng không hồi âm, chứng tỏ đám cấp 7, cấp 8 đều đã chết. Về phần nạc lam vệ cấp 9 cho dù chiến đấu, nhưng mà thời gian cường giả chiến đấu đều rất ngắn mà. Thời gian dài như vậy mà không có ai hồi âm, hiển nhiên đều đã chết cả rồi. Lần này kế hoạch thất bại rồi. Hết tập 67 của bộ truyện Thung Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.